Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Tăng sẽ quay vài nét về quảng trường thành phố Quy Nhơn trong dịp xuân 2023. Như các bạn đã biết, năm nay là năm Quý Mão và các con linh vật rất là đẹp. Và Tăng sẽ quay vài nét về cảnh quan ở quảng trường thành phố Quy Nhơn. Mời các bạn đón xem. Thank you.